Xin hoan chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Gieo Vần Đoán Ý. C. C hả? Dạ, C. Chào thầy. Lớp này là lớp 10C. À, lớp mình là lớp 10C. Lớp mình là lớp 10C. Làm thơ luôn ạ. Lớp mình là lớp 10C. Vì sao như thế? Tôi là Phương Anh. Tôi không tin, Một đều, Mưa rào. Chính xác, chúc mừng. Em còn đủ kịp chuyện. Không có đâu. Ừ, còn xa lắm. Thì đó. Bảo tắt mưa sợ. À, mưa sợ. Bảo tắt mưa sợ. Hay quá. Thầy sợ em. Em xin đoán câu này là chương trình Gieo Vần Đoán Ý được phát sóng định kỳ vào lúc 19h15 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.